Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã tạo ra một tử cung nhân tạo để nuôi dưỡng những trẻ sinh non và đã đạt được kết quả đáng khích lệ khi thử nghiệm ở động vật. Những em bé sinh non trong diện được sử dụng thiết bị này là những em bé mẹ sinh ra rất sớm, chỉ sau hơn 6 tháng mang thai hoặc là ít hơn, nên có nguy cơ cao đối mặt với tính mạng hoặc là khả năng phát triển khỏe mạnh. Liệu tử cung nhân tạo có hoạt động được như tử cung người? Các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha tin rằng có thể, bởi họ đã tạo ra được một mẫu tử cung nhân tạo có nhau thai để hỗ trợ sinh tồn cho những trẻ được sinh ra quá sớm. Môi trường của tử cung nhân tạo tạo điều kiện cho các cơ quan còn chưa phát triển đầy đủ của trẻ như là phổi, ruột và não được tiếp tục phát triển bình thường như còn trong bụng mẹ. Nhau thai nhân tạo trong suốt và được làm bằng vật liệu tương thích sinh học với con người. Chúng tôi đang tạo nên một hệ thống duy trì bào thai ở ngoài cơ thể mẹ mà vẫn trong các điều kiện như trong tử cung của mẹ. Trẻ tiếp tục thở qua dây rốn, không cần phải thở bằng phổi vẫn chưa phát triển đầy đủ của bé. Bé được ăn qua dây rốn, bao quanh là chất lỏng ở nhiệt độ ổn định. Hiện nhóm của ông Gratakos gồm 35 người làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Y tế BC Neto ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Họ đã tiến hành các nghiên cứu tiền lâm sàng ở cừu, đạt được kết quả là giữ được sự sống cho bào thai trong 12 ngày. Tới đây, kế hoạch là sẽ thử nghiệm ở lợn trước khi đề xuất thử nghiệm ở người trong vài năm tới. Trước đây, một nhóm nhà khoa học ở Viện Nhi Philadelphia, Mỹ đã giữ được một bào thai động vật sống trong điều kiện nhân tạo trong 28 ngày. Trẻ sinh ra khi mẹ mới mang thai hơn 6 tháng hoặc ít hơn có nguy cơ cao tử vong hoặc bị tàn tật. Tổ chức Y tế Thế giới công bố con số thống kê cho thấy khoảng 900.000 trẻ sinh non ở mức như vậy đã tử vong trong năm 2019.